Cha đang làm gì vậy Trăng? Dạ cha đang mai mấy cái đó, mai lại kiểu mới. Là sao? Kiểu mới là kiểu gì? Kiểu mới là nó quay lại nhanh hơn, mai nhanh hơn. Rồi sáng nhận được tiền thưởng đó rồi sao, vui không? Dạ vui. Vui không? Dạ vui. Vui à, hỏi mẹ nhận được tiền thưởng vui không? Vui. À, vui thì hôm nào kêu con nói với cha với mẹ hôm nào đãi mấy chú đi ăn bữa ơi. Sao cười? Sao cười con? À, con hỏi mẹ con mẹ chịu đi, không? Con hỏi thử coi chịu không? Sao vậy? Sao? Tiền cho em chữa chứ. Có chừng con nói không đúng á. Đúng rồi. Con nói lại đi. Chính xác rồi. Chính xác sao? Con nói lại đi. Đúng rồi. Ý là cho ăn rồi, còn tiền đó là để dành cho em. Có chừng mẹ con tưởng là nói cho tiền mấy chú này nọ đó. Con dịch lại đây là. Đúng rồi. Đây là nói gì nè, nói là mấy chú nói là bữa nào cha với mẹ ngày mai đi, ngày mai cha với mẹ dẫn mấy chú ra ngoài ăn hủ tiếu được không? Ừ. Tả với mẹ coi. Ông luôn. Cái gì vậy? Ừ, cái này tiền là để chi bệnh. Để tiền để dành chi bệnh tiền cho con. Tiền để mua thuốc cho em đi. Mấy chú nó chơi mấy chú thử lòng nữa mà. Nó là xài tiền từ từ thôi chứ đừng xài nhiều quá. Có nghĩa là xài tiền cho đúng cách phải không? Tiền của Mạnh Thường Quân phải không con? Dạ. Lại sao mẹ nói sao dịch lại con? Không thì giống như là nãy con nói vậy đó. Tức là có tiền là không có được xài phung phí nãy kia đúng không? Phải không Trăng? Dạ. Là không có tiền, có tiền là không có xài phung phí. Đúng không? Dạ. Bây giờ là hỏi mẹ xong, bây giờ hỏi cha đi. Là kêu ảnh ra đây ngồi đi. Kêu cha đi. Ghế đâu? Lấy ghế. Rồi ngồi đứng ra để em lấy ghế nha, lấy ghế. Ghế. Sao, con chỉ phía sau đi con. Ở đây quay không thấy, con chỉ phía sau. Cha ngồi kề phía sau á. Đúng rồi. Nín con ha. Ê. Rồi bây giờ con dịch lại cha đi, nói là mấy chú nói là ngày mai cha với mẹ dẫn mấy chú đi ăn hủ tiếu. Con nói với cha. Không. Ai chồng chú hình luôn á. Con dịch đúng không á nha? Đúng. Không biết con nhiều khi con dịch bậy rồi đó nha. Đúng mà. Có không? Chính xác. Hỏi cha sao không. Con hỏi thử đây, con hỏi sao không dẫn mấy chú đi ăn. Lấy tiền cất cho em khám. Rồi. Giống hệt luôn ha. Giống hệt ý luôn ha. Chàng ý y chang. Ý y chang. Còn con sao? Còn con sao? Ý con sao? Còn con á. Y chang luôn. Y chang luôn. Trời ơi. Vậy nãy biết gì mình ra kèo 10 phút thôi. Không ngờ là quá trời nhanh luôn mà. Con hỏi ngay, con hỏi cha ngay cha nói gì kìa? Cha nói gì kìa? Con hỏi ngay cha chừng nào chở em đi mà khám bệnh nữa. Không biết hả? Ừ. Có cái chú ở Sài Gòn đó điện cho chú nói là chắc có thể là cho cha mẹ con một cái máy may đó. Mừng không? Hỏi thôi. Hỏi mẹ coi, con nói với mẹ cho mẹ biết coi. Khoái không? Hỏi khoái không?
khoái không? Vui. Vui ha. Ồ, cái này quá ha. Kìa mẹ nghe cũng biết rồi kìa. Biết rồi. Hỏi mẹ cái mừng còn, dữ không còn con? Kêu đi ăn không, hai người giống hình luôn. Hỏi mẹ coi, hỏi mẹ coi. Vui mẹ. Vui ha. Vui không? Vui ha. À, đi ăn trả tiền. Không. Đi ăn trả tiền. Trời luôn, thiệt tình chứ. Tiền cho em rồi. À, tiền cho em hả? Dạ em rồi. Cô chú anh chị thấy không? Cô chú anh chị thấy thường. Chưa có tiền đâu. Tiền đó để dành rồi. Để dành hả? Hỏi nha con. Hai chồng có thịt luôn á. Không ngờ, mình không có ngờ luôn á. Vậy gì? Không ngờ vậy đâu ha. Trùng ý với nhau luôn. Trùng ý luôn. Gà giấu mượn bà nội ẩm cháo cái gì kìa. Cái bụng của cháu to quá cô chú anh chị. Chặt cái áo. Nó đòi cái nón. À đòi nón ha. Vỗ vỗ cái đầu đòi cái nón. Vậy hả? Vậy chú vỗ thiệt luôn kìa. Đó. Không? Đâu? Nói chung là con bệnh nặng quá. Hai vợ chồng đâu? Tiết kiệm. Ráng tiết kiệm. Nói với mẹ con ơi chân. Nói với mẹ là có cái áo nào rộng không? Cái áo này em mặc chặt kìa do cái bụng to quá rồi. Hả? Nó còn rộng hơi hơi á. Được mà. Kìa. À, cô có bây giờ con dịch nè Trăng con dịch nè, con nói là có một cô chú kia tính gửi 1 triệu mà lấy 1 triệu đó đi ăn hết. Con nói thôi, con dịch thử rồi. Sợ luôn. Hả? Sợ luôn rồi. Sợ luôn hả? Mẹ sợ luôn hả? Sao vậy? Không có, ý là nói cô chú cho tiền đi ăn chứ không có. Tức là mình đi ăn á cô chú trả. Ừ. Sao? Hỏi mẹ coi, hỏi cha coi đi. Hỏi cha coi đi ăn cô chú trả chịu không? Dịch đúng không á nghe. Thấy dịch lung tung rồi. Ok. Trời ơi. Trời. Ok liền đó. Ok. Thôi, bây giờ con nói gì nè. Bây giờ kêu cha đãi trước đi. Cha đãi ngày mai à, cha với mẹ đãi mấy chú ăn hủ tiếu thôi rồi. Rồi à, ngày mốt mấy chú đãi là ăn ngon hơn. Con nói đi. Cô ẩm cháu giùm chút xíu đi con. Quậy rồi, lại bà nội đưa giỏng đi. Rồi. Ôi, tại vì những gì á, khó chịu trong mình á. Khó chịu trong mình á. Quậy hoài à. Không chịu luôn hả? Không chịu. Không ai chịu chân vậy. Tiền ra là không chịu. Ý là ú là bệnh. Gì đó. À. Ú là bệnh. Rồi, cha mẹ con thương. Ốm là được hả? Ốm là được hả? Trân, cha mẹ con thường á sáng rồi có ăn sáng không? Con hỏi coi, thường cha mẹ sáng có ăn sáng không? Có ăn sáng á? Ăn sáng đúng không? Con có ăn không? Ý là đi mua đồ ăn sáng á, ăn cha mẹ có mua hủ tiếu ăn sáng đồ không? Bún riêu đồ không? Không bao giờ. Con hỏi thử coi có không? Chứ không phải là ăn cơm nhà nha. Không. Ờ, vậy là từ nào giờ cũng chung một ý. Chung một ý luôn hả? Ừ. Vậy là ăn cơm nhà thôi. Tiết kiệm. Mẹ nói sao vậy? Ý là tiền để dành. Ăn một chút thôi chứ không có ăn nhiều. À, vậy đó. Rồi con có khi nào được đi ăn sáng không Trân? Không. Hả? Không. Sao vậy? Để dành tiền rồi mà. À, để dành tiền trị bệnh cho em hả? Dạ. Ồ, ngồi chân ngoan quá à. Rồi thiệt ha. Rồi con không có đòi ăn sáng ha? Không. Rồi con có thấy con thèm món gì không? Hả, có. Thèm gì con? Hồi sáng nói với chú Hùng á. Nói gì sao? Đâu con nói lại đi, mai chú Hùng mua vô cho con ăn. Con quên này, nói với chú Hùng đi. À, con ăn gì, con thèm con gì đi. Con thích chứ. Thèm gì nói con? Mai chú quên Hùng rồi. Vô cho con ăn. Quên hả? Bây giờ hỏi mẹ, mẹ thích ăn cái gì, cha thích ăn cái gì, nói đi. Rồi nói đi, mẹ thích ăn cái gì? Mua trà đá thôi, chứ không có ăn nhiều.
Đó. Em đi. Mua trà đá không à? Vậy là mẹ ăn trà đá hả? Không lẽ mẹ ăn trà đá sao uống trà đá? Ý là hỏi mẹ thích ăn gì mai chú mua. Dịch ha? Dịch quay phải không? Hỏi phải dịch quay không? Đúng rồi. À, dịch quay. Đúng quay bán sao đâu? Quay thường thường là con 200 ngàn. Con nói vậy nè, dịch quay con 200 ngàn, đúng không? Tả mẹ. Là kêu mẹ đưa 50 thôi, chú ra 150. Chắc không chịu đâu. Ừ, gật đầu lắm. 50 thì được. Ít thì được. Trời ơi. Quá đài thiệt. Bất ngờ thiệt. Đúng là gia đình thiệt chứ. Gia đình là số 1 kìa. Gia đình số 1. Một ý một à. Ý một luôn. Hai chồng giống hình luôn. Vậy là gia đình là số 1 là gì vậy? Là số 1 là chung một ý hạnh phúc á. Chung một lòng á. Chung một lòng. Là tức là hai người không ăn là không ăn. Ăn là ăn chung. Là một ý. Một ý đúng rồi. Yeah. Vậy à, mai mấy chú hùng 50 ha. Rồi bây giờ kêu mẹ với cha đưa 50 trước đi. Trời ơi. Rồi cuối cùng ai giữ tiền? Cha giữ. Cha giữ tiền hả? Giống quỷ đen á. Rồi rồi, không có rồi, quỷ đen rồi. Ôi, quỷ đen có nhiêu đâu. Con nói anh không có. Hết rồi, còn nhiêu. Đưa 200 luôn. Đưa hỏi kêu đưa 200 luôn được không? 200 chú thiếu. 200 thối lại. Con kêu chú thiếu. Thối lại đi kìa. Thối lại chú. Thối lại. Chú thiếu. Nói với cha mẹ cho chú thiếu được không? Con nói thử đi, con nói đi. Gì? Quên rồi. Con nói là nhớ cái. Chú thiếu lại được không? Còn nhiêu? Ấp luôn. Thiếu à. Đúng rồi. Dạ hiểu rồi đó. Thiếu rồi. Thiếu lại. Vậy là không đưa. Thiếu lại luôn. Bỏ túi. Ờ đương. Đưa luôn ha. Chú ơi, lấy luôn cho cha khỏi dấu quỷ đen. Trời ơi, quỷ đen hả? Cái này quỷ đen của cha sao? Hồi nãy chú thấy ai cha bóc đưa ra giấy ngàn không mà quỷ đen cái gì? Không sao. Rồi vậy là nói chung chứ con nói là mẹ với cha là thích ăn vịt quay đúng không? Dạ. Rồi, vậy là hùng trăm chú ra 100 nha. Con nói đi, là mai chú mua nó dân. Hùng phân nữa. Người hùng trăm. Con nói đi. Nữa. Thôi cắt đi. Dẹp luôn đi mà. Nói chung là gia đình của ba mẹ bé Trăng của chú anh chị rất là hạnh phúc luôn. Mặc dù là anh chị không có nói được cái người phiên dịch và để cho mọi người hiểu là chỉ là bé Trăng. Mà không biết bé Trăng dịch đúng hay không. Bé Trăng đúng không mà. Biết. Ông bà nội thì không hiểu hết ý. Đúng không con? Đúng không? Con dịch đúng. Chính xác không? Chính xác. Vậy đó hả? Rồi vậy là để mai mấy chú mua cho ăn vịt. Mua vịt quay phải không? Hỏi vịt quay hay là vịt khì à? Hỏi kỹ là quay. Chính xác mà. Hỏi mẹ cái chịu con bự như là con nhỏ. Nhỏ. Con nhỏ hả? Con nhỏ không ngon á, con nhỏ sợ ốm quá xương không à. Nói với mẹ con nhỏ xương không chịu không? Thôi bây giờ gì đi. Kêu mình ra ngoài ăn đi. Con nói là đi ra ngoài ăn đi. cái tả con vịt ốm cho mẹ nghe kìa. À, tả đi con. Hết tiền. Sao? Không có tiền rồi. Không có tiền gì? Tiền đó để dành rồi. Nãy chú nói. Nãy đưa 200 thiếu luôn. Thiếu gì? Nãy đưa 200 thiếu luôn. Trả rồi. Nãy đưa 200 thiếu gửi xong á, đưa lại gửi xong. Thiếu nữa. Trả rồi. Đưa lại rồi. Rồi con biết nhưng mà thiếu nữa là mà. Mấy chú trả lại nữa. À nghe kịp rồi. Bây giờ hỏi mẹ nè, cuối cùng là bây giờ nói ngày mai nè, bây giờ khỏi đi mua về đây, chở gia đình đi ăn
được không? Chú Mạnh trả tiền ngày mai. Okay. Ok, hai người cùng một ý hoài ta. Là, sao ngộ vậy ta, sao có ý một vậy? Ha, không để ý sao ngộ ha. Không, hình như mà tiền không ra là ok liền. Ừ. Mà tiền ra là không ok đâu nha. Con nghĩ một vậy. Dạ, con kìa chàng nói sao có ý một vậy kìa. Ý là chỉ lên trời hả con? Số 1 mà. Số 1. Rồi vậy là quyết định phải không? Ngày mai là cả nhà mình đi đi ăn phải không? Dạ. Vậy là có chở em theo không? Yes. Hỏi mẹ coi có chở em theo không? Tả với mẹ coi có chở em theo được không? Không chịu ngồi gần luôn. Trân, tả cho mẹ biết là mời có chở em theo được không? Không, không. Hỏi mẹ lý do làm sao mà không chở em theo? Khóc quá. Bình à. Là sao? Đúng rồi bạn. Ờ em bệnh. À đúng. Ờ bụng. Đau bụng. Đau bụng khóc. Sao chú dịch hay vậy? Mệt. Đúng rồi. Ủa. Thấy hay không? Thấy mấy chú hay chưa? Mệt. Mấy chú mấy ngày nay ở với gia đình bây giờ biết hết rồi. Bây giờ con nói gì chú cũng biết hết rồi. Mấy chú dịch được đó. Mới con ngày một mà chú. Ừ, chú biết hết rồi. Chú mà ở một ngày cái he là hiểu luôn. Mẹ nói đang gì mà giở tay lên xuống vậy Trân? Tức là quay xong rồi là đi từ về từ á. Quay xong rồi đi về sớm sớm đi. Phải không? Từ từ em đi. À, từ từ em mới đi được phải không? Đúng rồi. Tính đâu đủ về à? Khoát tay đủ về. Khoát tay mấy chú chuẩn bị là vậy nè mới là về. À, vậy đó hả? Còn này là con hỏi cha với mẹ có đuổi mấy chú về không? Không có. Rồi muốn mấy chú ở lại là tả làm sao? Cho ngủ đây luôn. Còn làm ha. Là cho ngủ dưới đây hả? Đúng rồi. Cho ngủ trên vẹt của mình luôn. Đúng rồi, cho ngủ trên vẹt luôn. Ngon lành. Ừ, ngủ. Ê, rồi chú hiểu rồi. Mẹ con thì chỉ trên nhà mà con không chịu, con chỉ xuống dưới này phải không? Ý là con kêu là mấy chú ngủ xuống gạch đi để mình ngủ ở trên. Trên vẹt. Con ngủ tối nay con ngủ chảnh rồi. Mà chú đang nói gì là phải không? Mẹ nãy mẹ ra dấu là ý là chỉ mấy chú ngủ nhà trên. Đúng không? Đầu tiên phải không? Không. Chị ngủ ở ngoài. Con nói là ngủ trong đây. Khùng quá trời khùng. Đó. Ê trời đất ơi, nó là phải phụ lên nhà quét nhà đồ đó. Là phải phụ nữa chứ. Phải phụ chứ. Sao vậy? Ngủ con đêm mà. Ngủ đêm bắt ta lau nhà quét nhà trời. Phụ một cái thôi, người một cái. Vậy đó hả? Mà phải nãy mẹ, đầu tiên là mẹ kêu mấy chú ngủ nhà trên không? Phải không? Không, con? Ngủ ngoài. Sao mà mẹ... Ý là ngủ dưới gạch đó. Ngủ dưới gạch. Vậy con ngủ đâu? Con kẹp cái mic xích lên đi con. Con ngủ xích lên đi. Con kéo cổ áo lên. Kéo cổ áo lên. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi ok. Được rồi. Áo tô chồng. Rồi vậy là tối nay mấy chú ngủ lại đây đêm ha. Dạ. Rồi sao hỏi cha coi cha chịu không? Ba chú lần đó. Không biết. Trời ơi. Sao chủ nhà nó không biết thì sao dám ngủ? Chủ nhà là ông nội bà nội kìa. Trời ơi. Ồ, vậy đó. Là cha mẹ con ở đậu của ông nội bà nội hả? Dạ. Vậy là hồi phải ra hỏi ông nội ha. Dạ. Phải không? Hai khải khải ra ngủ luôn. Tại do con có quyền luôn rồi. Tại do con có quyền luôn rồi hả? Người nếu như mà con không quen thì thôi. À. Mấy chú hơn 3 ngày rồi đó, này ngày thứ 3 con quen luôn rồi. À vậy đó. Còn người ta là con gặp có mấy lần là con. Có thích mấy chú không? Dạ. Yeah. Có thích không? Thích. Thích ha. Vậy là mai mốt là mấy chú chở ra gia đình mình đi ăn nha. Ok ha. Nói là mai mốt mấy chú chở ra cha với mẹ với con đi ăn. Kìa tả kìa. Đó. Chữ dằn không?
đó. À, ok không mẹ? Chú trả tiền mẹ con mới chịu á. Trời ơi, vậy đó hả? Trời chú ơi, trả tiền mới chịu không? Dạ. Chú trả tiền. Còn mà chia, hỏi con hỏi chia đôi được không? Con hỏi chia đôi. À, ăn chia đôi. Ok. À, vậy là chia đôi là ok. Là mẹ không? Con bao nhiêu? Hả? Mẹ con bao nhiêu? Khoảng 500 à. Nói dạ, mẹ con đi ăn khoảng 500 à. 500 à, 1 triệu người 500. Không chịu rồi, không chịu rồi, sợ nói với gà rồi. Dạ, hết hồn. Hết hồn rồi. Sợ nói với gà rồi. Mẹ 500 ngàn hết hồn. Ăn có 500 mà. Hả? À? Thì sao? Bình thường mấy chú ăn 2 triệu á. Không. Con nói với mẹ đi. Con nói với chú mấy chú ăn 2 triệu á. Không chịu luôn. Không chịu, sợ rồi. Sợ rồi hả? Ba đang nói gì? Ba đang nói gì vậy? Ba đang nói gì vậy? 2 triệu cha sợ luôn. Cha sợ luôn hả? Người ý hoài vậy. Ăn 2 triệu nhưng mà mẹ với cha trả 500 thôi. Chú, mấy chú trả 1 triệu rưỡi, mẹ với cha trả 500. Ok. Ok. Ngon lành, ngon lành. 500. 500 500 nha. 500. À. À. Thôi vậy ngày mai đi ăn đi. Chịu không? Kêu mẹ đưa 500 rồi mấy chú dẫn đi ăn hủ tiếu gõ. Hai người đưa 500. Ra ngoài chú đặt bao hủ tiếu gõ nha. Con nói. Nói ăn hủ tiếu gõ luôn cho mẹ biết. Nói ăn hủ tiếu gõ kìa. Kêu cha đưa hoài. Con phải nói là mấy chú lại ăn hủ tiếu gõ nha. Con nói hủ tiếu gõ cho mẹ biết. Hủ tiếu gõ. Không chịu. 500 mà hủ tiếu gõ ai chịu. Nó công lờ nè. Trời ơi. Tôi hủ tiếu gì đâu mà 2 triệu luôn. Ghê. Quá trời. Mắc quá trời hả? Hủ tiếu xương mà. Hủ tiếu đặc biệt. Con phải nói hủ tiếu đặc biệt. Đặc biệt dữ chưa? Có cục xương trọng. Đặc biệt dữ chưa? Dữ. Con nói đi, con nói mẹ. Tính ra là cục xương dễ kiếm lắm luôn á chú. Người ta nấu công phu lắm. Nói chung là ngon đặc biệt đó. Vậy con ngon bằng đó. Ngon. 500 ngàn mà. Hai tô. Vậy thôi không ngon bằng. Trời, mẹ với cha đang nói gì với nhau kìa. Đó là gì con dịch đây coi. Nói vậy. Đó là không có chịu ăn hủ tiếu đó. Không chịu ăn hủ tiếu hả? À, hỏi bún gì? Riêu. Không chịu luôn. Con nói chứ ăn bún riêu. Không chịu, không biết gì hết trơn luôn. Ăn ông. Là mẹ nói gì con? Nói là mấy chú chừng nào trả tiền hết luôn mới chịu. Wow. Chứ con nhìn cũng hơi lố, biết sao không? Sao? Tại do tôi hủ tiếu gì đâu mà 2 triệu lần. À, bởi vì nhìn hơi lố. Hơi lố hả? Mắc quá. Hơi lố hả? Lố quá chú. Lố hả? Lố. Lố hả? Lố hay lố? Lố. À, lố chứ không phải lố hả? Hơi lố. Tối ba chú ngủ cho nó nghe. Rồi, ok. Bây giờ cái chuyện ngủ đó thì không sao. Bây giờ quan trọng là lấy 500 ngàn để mai đi ăn. No. Không đi ăn. Không đi ăn gì hết. Không. Không đi ăn. Không đi ăn. Không chịu luôn. Ở nhà luôn. Ở nhà luôn, ở nhà luôn. Dạ. Đi đâu hết phải không? Không đi ăn. Không đi ăn. Vỗ tay mừng kìa. Đó. Mấy cô chú bây giờ là đang gửi tiền nữa đó. Chú còn giữ tiền á. Giữ tiền. Giữ tiền của mẹ với cha đó. Giữ tiền. Ừ. Giữ tiền. Ừ. Giữ tiền. Giữ tiền. Bởi vì có tiền á. À. Ừ, nãy con không nghe không? Cô kia cho 1 triệu nè, 500 nè, đó rồi, con 200 nữa. Con mừng dữ không? Chú đạp chân con đau chút. Con mừng dữ không? Chân. Nói cho ông bà cô chú nghe đi con. Mày. Bây giờ nói cha với mẹ tiền mấy cô chú mới gửi đó, lấy tiền nó đi ăn được không? Đây nè, tiền của chú mới gửi sao nè. Ok luôn.
vậy là còn ở ngoài thì được, mà hả vô túi là không vô được. Vô túi là vô kép rồi. Bây giờ chú hỏi thiệt con nè. Con có cái điều mà mong ước lớn nhất của con là điều mong ước gì? Con nói cho ông bà cô chú nghe đi con. Giống như cha mẹ thích gì với con thích gì. Con mong ước cái gì á? Mong ước cái điều gì cho gia đình của con? Thích em. Thích có em để chơi. Rồi con mong ước điều gì nữa? Có nhà cho em với cha mẹ ở. Rồi còn điều gì nữa? À, làm bác sĩ. Không, cái nó xa xa. Thôi, bác sĩ xa rồi. Xa. Ý là chú bác Hậu Giang hỏi là con mong ước điều gì để mà em con được hết bệnh, hiểu không? Đúng rồi mà. Ừ? Đúng rồi mà. Mà con mong ước điều gì? Bác sĩ. Trời ơi, bác sĩ, giờ em đang bệnh mà bác sĩ gì? Thế con lớn biết chừng nào? Ừ, hiểu không? 5 năm. Đâu, con lớn con làm bác sĩ cũng phải 20 năm. Đúng rồi, con 50 năm. Chưa có hiểu cái ý á. Đúng rồi, chưa, còn nhỏ quá. Có nhiều cái thì hiểu, nhưng mà nhiều cái thì mình hỏi em nó không hiểu. Không hiểu ý. Rồi bây giờ quyết định gì đây ha? Rồi quyết định gì đây, mai là ăn dịch mà cái tay sao? Cái tay sao quay sao là dịch quay hả con? Quay, cạp rồi quay. Đó. Ờ, cạp quay. Tiền. Tiền là sao? Là 500 ngàn á nha. Okay. Mai mua dịch quay 500 á. Ok. Nói mà mua dịch quay, nói với mẹ mua dịch. Kiểu ơi. Nói rồi. Chưa có nói lại mới được. Nếu mai chú mua dịch quay. Kiểu mà. Gì nãy chú thấy con nói là mấy chú trả tiền á. Dịch quay. Nói mẹ trả thử coi. Là tiền á của cô chú cho làm để mua dịch quay. Vậy chịu luôn. Vậy sai luôn. Hỏi luôn mà chịu. Móc tiền túi ra kìa. Không. Ý là lấy tiền của mẹ. Không, móc tiền túi. Trời ơi. Quá rồi, gia đình này là số 1 rồi cô chú anh chị ơi. Không móc tiền túi. Ai biết nữa, có gãi không mà kêu lấy tiền ngoài. Cha nói gì chăng? Là mấy chú nói mẹ con hiểu luôn rồi. À. Nhìn miệng là hiểu luôn phải không? Hay quá. Hiểu không? Em hiểu không? Kêu mẹ coi. Nhìn mới biết. Tại mình kêu không nghe. Hiểu không? Nãy giờ nói hiểu không? Không hiểu. Biết rồi. Biết rồi hả? Ok. Biết rồi, đó. Đó. Ngon lành. Làm nha. Vậy là mai 500. 500 ăn hủ tiếu. Hủ tiếu mà 500. Bị gài. Dụ mẹ không hoài. Mẹ cười kìa. Không có chứ. Nói là có một cái một nói hoài. Nói chung là cũng tội lắm chứ. Nói chung là anh em mình tạo một cái không khí cho nó vui nhà vui cửa của chú anh chị ơi. Rồi thôi mình kết thúc video ha. Gia đình chúc ông bà cô chú anh chị đi. Dạ. Con nói với cha mẹ chúc đi. Chạy. Chúc rồi. Chúc đại luôn. Chúc đại luôn. Có nghe có gì đâu. Nãy giờ có nghe đâu. Nãy bây giờ gì? Bây giờ con kêu mẹ con á ra dấu chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe rồi. Rồi con kêu mẹ con ra dấu này. Con kêu mẹ con ra dấu chúc bà. Đó, đưa tay lên. Chúc khỏe. Sức khỏe là vậy nha. Rồi. Kêu cha con đi. Cảm ơn nha. Đẹp trai. Mới nói cha con đẹp trai hay gì? Đẹp trai. Mẹ nói. Bây giờ kêu mẹ hung cha cái đi. Kêu mẹ hung cha cái đi. Hôm nay con che mắt sẵn nè. Rồi. Che mắt rồi, không che cái này. Xong rồi, xong rồi chưa? Chưa xong nữa, chưa hung nữa. Rồi, không lại, che mắt đi. Rồi, chào. Che mắt kịp đấy nha.
Con à, con chúc ông bà cô chú đi con, này chú mới kết thúc video. Ba trái tim đi, ba trái tim. Đó, giờ lên. Nhìn qua đây. Đây. Quá đẹp luôn nè. Con lại đưa tay xuống cho. Con làm một cái tim luôn cho. Con làm cái tim luôn cho. Đó. Dạ con làm cái tim luôn. Con làm cái tim. Đúng rồi. Con biết làm cái tim không chăng? Đúng rồi đó. Ơi. Đó, trời đẹp quá đó. Đẹp luôn. Rồi bye bye. Rồi chúc ông bà cô chú đi. Con chúc ông bà cô chú đi. Chàng chúc đi. Chúc ông bà cô chú sống lâu trăm tuổi. Rồi sống lâu trăm tuổi. Rồi chúc gì nữa? Khỏe mạnh. Rồi. Con gì nữa? Đẹp. Sao xinh đẹp. Rồi bye bye. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Rồi bye bye. Bye bye.